Dạ vâng, xin chào toàn thể quý vị các bạn. Trân trọng chào mừng quý vị các bạn đến với em Minh Auto. Em Minh ở Uông Bí, Quảng Ninh anh em ạ. Thì đợt này thì dịch bệnh Covid nó cũng đỡ hơn rồi. Tuy nhiên thì đi lại cũng chưa được thuận tiện lắm nên anh em lại không đi bắt được nhiều xe về để phục vụ quý vị các bạn. Thì có mình sẽ vẫn báo giá các mẫu xe đang còn lại để quý vị cùng xem. Đó, thì đợt này thì sẽ chia anh em cũng như là đầu xuân năm mới cũng như là ảnh hưởng một chút dịch bệnh thì sẽ có rất là giá đẹp cho anh em. Ui giời, đầu tiên thì anh em một em XLS anh em, em XLS đấy, số sàn một câu. Ui, em nói rất là căng cứng và rất là khỏe anh em. Còn là phòng cũ 2014 anh em nhé, màu đen 2014 đấy, số sàn một câu, mang biển Bắc Giang, vải thiều Bắc Giang, rất là ok, biển 55 rất là đẹp. Chiếc xe này được đang chào bán với giá là tầm lanh quanh đâu đó tầm khoảng 400, là có thể là bác này bác sẽ để cho anh em giá rất là đẹp. 415 triệu. Đúng rồi, 415 triệu, vẫn có thể là cho anh em chút lộc lá nhé, có thể tặng em một bình dầu để khuyến mãi cho anh em. Đây, một em XLS 2015 anh em nhé, form mới, đèn mắt híp, mong màu bạc rất là đẹp, với giá nhu loanh quanh đâu đó tầm nhu 500 là anh em đã sở hữu rồi nhé anh em nhé. Số máy zin, mọi chi tiết đều rất là căng cứng, rất là ok anh em nhé. Để anh em là ủng hộ này thì hãy gọi cho mình để đến xem xe, cảm nhận và lái thử. Anh em cứ phải kiểm tra chất lượng xe, đến xem xe trực tiếp cảm nhận và lái thử nhé. Thì chúng ta sẽ đánh giá khách quan, còn Quang Minh cũng lo tả tương đối chuẩn cho anh em. Và đây xin giới thiệu anh em là một em XLS 2017, đẹp không tì vết, em nó gần như lúc xuất xưởng luôn anh em ạ. Quá là căng cứng, đẹp và đẹp trong hồ sơ này. 570 triệu có thương lượng cọc đá cho anh em. Đây, anh em đừng ngại gọi cho Quang Minh để được biết thêm chi tiết về nó. Một vàng cát đẹp chấm hết, không có điểm chê. Đấy, ok đúng không em? Tiếp theo giới thiệu anh em là một em vua vận tải ngoài check 2016 hay này Simba, rất là ok, không có điểm chê anh em ạ. Đèn pin xenon, đèn mất híp vào, cân bằng lực lái điện, khả rất vuông. Đấy, em nói là vua vận tải 2016, 3.2 turbo, hai cầu điện, quá nhiều tính năng, với hạn anh Simba rất nhiều tính năng, rất là ok vậy. Tiếp theo giới thiệu em là một em XLS 2016 em nhé, nhờ nhiều 500 là anh em đã sở hữu em nó rồi. Xe zin rất là ok. Tiếp theo giới thiệu anh em là một em Mazda BT-50 2014 anh em ạ, màu vàng cát, đã có body kit rồi, rất là ok. Tiếp theo là một em XLT màu xanh thiên thanh, 2.2, số sàn 2 cầu. Và đây tiếp theo với anh em lại một em Hilux. Em này cũng nhiều rồi rất nhiều anh em hỏi Quang Minh và cũng rất là thích cái tính chất bền bỉ và khỏe khoắn, rất là lì, và lôi đồng cua đá của một em thương hiệu Nhật Bản. Đó, luôn là như vậy, của Nhật thì luôn là rất là dã chiến và ít hàng vặt, cũng như là phụ tùng dễ thay thế, hơn 300 cho mẫu xe này. Đấy, anh em nào yêu nó thì hãy liên hệ Quang Minh để được biết thêm chi tiết cũng như là được lấy giá yêu nhá. Interbook qua cho Quang Minh qua Zalo cũng như hotline là 0935199868 để được biết thêm chi tiết cũng như là tương tác với Quang Minh nhá. Và thực sự với chia sẻ với anh em thì bên Quang Minh thì tương tác rất là tốt, nhiều anh em ở mọi miền gần xa nên là có nhu cầu cái lượng xe cũng rất là lớn, bởi vì thực ra là bọn mình còn kết nối với một số anh em ở rất nhiều nơi nên là vẫn có xe để cho anh em lựa chọn nhé. Không con này phù hợp thì có những con khác, và nhiều khi có nhiều con xe là của nhân dân nhờ công minh review quảng bá bán, nên là cái lượng thông tin cũng như là nhiều xe nó luôn cập nhật, nên là
quý vị có thể là đăng ký kênh của Quang Minh để theo dõi những chiếc xe Quang Minh giới thiệu. Có thể là chiếc này chưa phù hợp thì còn những chiếc sau có thể phù hợp với anh. Anh em hãy đăng ký ủng hộ Quang Minh nhé, để có thể là chúng ta sẽ có duyên những chiếc sau này anh em nhé. Rất là cảm ơn anh em rất là nhiều, thời gian qua đã rất là tin tưởng ủng hộ Quang Minh. Và tiếp theo thì giới thiệu anh em một em XLT anh em ạ, số sàn 2 cầu động cơ 2.2 màu bạc, đã được cái bộ độ cái mặt ca lăng rất là ok. Và chiếc này được chào bán với giá là nhiều 400 cho mẫu xe này, biển 21 biển LD, công ty liên doanh anh em nhé, rất là ok. Tiếp theo này anh em nhớ là một chiếc XLS 2017 màu trắng tinh khôi. Đó, rất là ok phải không? Màu trắng rất là cân đối. Em nó gần như zin hết. Đó, giá là 570 triệu đồng. Còn bớt tụt quần sập sàn nếu anh em xin xem xe thiện chí nhá. Đừng ngại tương tác của mình thiện chí thì mới có để có giá đẹp nhất cho anh em được. Anh em hỏi chơi chơi thì cũng mình cũng không thể, rất là khó để kết nối anh em nhé, anh em thiện chí. Và tiếp theo giới thiệu anh em là một em BT 2014 anh em ạ, 3.2 trong mẫu xe này. Đó, rất là ok bạn. Ôi vào đây giới thiệu anh em là một em White Check đây, 2016 hay là Simba. Và chiếc xe này đang có khách hỏi của mình rồi, một anh khách ở dưới Hạ Long. Còn mình tí sẽ lát đánh cho anh đấy đi xuống Hạ Long để cho khách xem một em White Check 2016 hay là Simba, rất là căng đứng cứng và đẹp phải không? Trước này thì vừa rồi rất nhiều anh em hỏi của mình, tuy nhiên là dịch dọa không đến xem xe được. Đó, hôm nay lại có một anh khách cũng rất là thích và trong tỉnh có linh nên là con sẽ đánh xuống Hạ Long cho anh sẽ xem, và không có gì thay đổi thì anh sẽ chốt con xe này thôi. Thì anh em nào ưng mua những xe White Check như này thì có thể vẫn đăng ký kênh của mình để chờ con duyên con sau nhé, rất là ok và rất là ok. Vâng, vừa rồi thì con mình cũng rất là hân hạnh gửi với anh em tất cả các mẫu xe đang hiện có anh em nhé. Thì anh em nào ưng những mẫu xe này thì có thể là liên hệ với Quang Minh. Còn quý vị anh em nào lần đầu xem video của Quang Minh thì hãy nhớ like, subscribe ủng hộ Quang Minh, và đừng quên ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ các video Quang Minh cập nhật các mẫu xe thường xuyên và liên tục lên kênh. Đó, anh em nào có nhu cầu mua bán, ký gửi, trao đổi, review xe, có thể kết nối khách thì có thể liên hệ Quang Minh để tương tác Quang Minh nhé. Trước này cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở các video lần sau.